Anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Rồi thì hôm nay mình xin giới thiệu với đây một con game có tên đó chính là One Piece Fighting Best. Và chắc chắn rồi, ở phiên bản này là phiên bản mới nhất hiện tại, phiên bản của năm 2024 đây nha. Và đi kèm với đó không thể thiếu, đó chính là ở phiên bản này Free cho anh em là cày cuốc anh em nha. Quá tuyệt vời đúng không nọ nam ơi. Và cũng như là free cho anh em là full gift code nha nam ơi. Rồi thì video hôm nay thì mình sẽ review cũng như là hướng dẫn cho anh em tân thủ một số phần anh em nha. Rồi ok, về video hôm nay chắc chắn rồi. Thì trước đây cái bạn hội viên kia có yêu cầu mình là muốn mình ăn hành kiểu trên video luôn anh em ạ. Là có nghĩa là không được vô game trước anh em nha. Đấy, mà phải quay luôn từ lúc mà mới vào game anh em ơi. Đấy, đấy, đấy. Rồi ok, và tôi cũng không biết là game này nhập mẹ code như thế nào vân vân các thứ. Thì anh em cứ yên tâm, tôi mà anh em ơi, trời, tôi sẽ làm một video hướng dẫn chi tiết cho anh em nha anh em ơi. Đấy, tôi sẽ khám phá từ từ nữa mà. Đấy. Rồi, anh em thấy cái dòng game này đẹp không anh em ơi? Quá đẹp đúng không? Đấy, trời. Đây, nó có nút di chuyển tự do luôn này anh em ơi. Đấy, được đấy anh em ha. Trời, quá đẹp anh sai. Đấy, quá tuyệt vời. Rồi nha. Vậy đi kèm với đó thì nói chung ở đây là cái phần tính năng mặc định ở trên cái dòng game của X7C rồi anh em ơi. Đấy chính là tính năng gì anh em ơi? Đây, đây chính là tính năng dịch anh em ơi. Đấy, thì cái tính năng dịch này bật như thế nào anh em ơi? Thì đây, mình sẽ tắt nó đây anh em nha. Rồi, sau đó mình vào đây lại nè, vào cái logo số 7 màu xanh này, nhấn vào. Rồi ở đây anh em nhấn vào tab 3 chấm nè. Đấy, anh em nhấn vào bản dịch nha. Rồi ở đây mặc định nó sẽ là tiếng Trung nha, và mình có thể dịch sang tiếng Việt hoặc là tiếng Anh hay là tiếng Indo vân vân anh em nha. Đấy, mình sẽ chọn tiếng Việt và bật cái này lên. Thì cái này xuất hiện lên anh em nha. Đấy, đây, nó sẽ xuất hiện lên ở đây. Anh em có thể kéo đi bất kỳ cái chỗ nào anh em cảm thấy nó không bị vướng anh em nha. Rồi, và cứ mỗi lần anh em muốn dịch đi, anh em nhấn dịch một cái, anh em chờ một tí anh em nha. Đấy, đây. Rồi, ok, nó hiển thị đầy đủ chi tiết cho anh em nha anh em ơi. Đấy. Rồi, ví dụ như anh em muốn dịch cái dòng này đúng không? Hay là muốn dịch cái dòng này. Đấy, thì cái dòng này nó một đầu nó tắt đúng không anh em ơi? Nhưng mà mình muốn dịch được cái dòng này thì chắc chắn rồi, mình canh ngay lúc nó bật lên là mình nhấn vô cái nút này anh em ơi. Đấy, là nó sẽ dịch cho mình anh em nha. Đấy. Rồi, mình sẽ vào thư của thử nó gửi cho mình cái thư gì đây. Đây là thư mặc định khi vào game nha. Đấy, chưa có liên quan gì đến cái mã code nha anh em ơi. Đấy. Rồi mình nghĩ là bây giờ chắc là cái phần mã code thì nó chưa đâu anh em ơi, nó chưa anh em nha. Đấy. Rồi, ok, game better luôn anh em ơi. Quá đẹp anh trai à, quá đẹp nha. Này, từ từ. Để tôi vô trong đây. À, nó yêu cầu là phải như đây, đi vượt ải để anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ anh em nha. Đây, mình sẽ đi làm nhiệm vụ đi. Này. Rồi, ok, mình sẽ đi làm nhiệm vụ nha. Từ từ. Để mình kiếm coi thử các cái phần nhập mẹ có trong đây. Tôi thấy cái chữ đây quen quen nè. Ghi các thông gì đây. Rồi, ok, mình đang à đây, chữ đổ mẻ đây nè, mà cái chữ đổ mẻ đây rồi nha. Đây, ngay cái chữ khó luôn là cái chữ đổ mẻ nè mọi. Đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đến với cái phần hướng dẫn tiếp theo là hướng dẫn cho anh em làm sao để anh em có thể nhập được mẹ code nha anh em ơi. Rồi, ở đây thì sau khi anh em vào game làm nhiệm vụ tân thủ nào game xong nha, thì mình sẽ nhấn vào avatar. Rồi sau đó mình nhấn vào cái đây, còn không thì anh em có thể dịch đi nha anh em ơi, nó sẽ ghi là cái chữ đổ mẻ này. Đấy, ok chưa? Mình nhấn vào đây, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lấy mẹ code mặc định trên X7C nha anh em ơi. Đấy thì anh em nhấn vào cái logo số 7 màu xanh này, nhấn vào. Rồi anh em nhấn qua tab học quà. Rồi ở đây bưu kiện anh em nhấn vào lấy mẹ em nha. Đấy, mẹ quà người chơi mới. Rồi sau đó mình dán mẹ vào đây. Đấy. Rồi ok.
Rồi anh em chờ tí nha. Đấy, đây, cái chữ này là chữ nhận thư thành công anh em nha. Đấy, anh em muốn dịch được cái chữ đó không? Đây, tôi sẽ chỉ anh em cách dịch cái chữ đó nha. Rồi đây, sao chép mẻ nè. Rồi sau đó dán cái mẻ vào đây. Đấy. Rồi ok, đây. Đấy, mình chờ anh em chờ tí nha, nó sẽ dịch cho anh em coi. Đây. Quy đổi thành công, phần thưởng đã được gửi vào thư nha anh em ơi. Đấy. Rồi, và đây tiếp theo nào, mình sẽ vào đây lấy mẻ tiếp anh em nha. Đấy, phúc lợi mẻ que. Rồi, mình dán mẻ vào đây. Tương tự thế thôi, đơn giản đúng không ơi, chắc chắn rồi. Đấy, anh em chỉ cần copy mẻ và dán vào thôi đi nha. Rồi, mình còn một mẻ nữa. Mẻ que sang trọng. Rồi, ok, đây tiếp tục nhập vào. Rồi, ok, và mình đã nhập xong full vàng mẻ cốt tân thủ mặc định anh em nha. Và đây thì mình vào thư mình nhận luôn nha anh em ơi. Đấy. Rồi, thì mình sẽ nhận tất cả thư đi. Rồi, ok, rất là nhiều thư đi nha, rất là nhiều thư luôn. Rồi, ok. Rồi, và đây thì bây giờ mình sẽ làm cái gì tiếp theo đây? Mình sẽ vào tủ đồ đi anh em ơi. Đây nha, tủ đồ thì chúng ta sẽ có cái này. Mình không biết cái đây là cái gì thì mình có thể nhấn vào dịch nha anh em ơi. Đấy, nước ép, nhiệm vụ gì đấy. Rồi, ok. Còn đây là mình nghĩ là chắc một cái ví gì anh em ơi, ví triệu hồi hay cái ví gì đấy. Đúng rồi, ví triệu hồi nâng cao anh em ạ. Rồi, tương tự các ví sau, vân vân anh em nha. Để mình thử yêu cầu làm xong nhiệm vụ B nè mà. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ thứ B này đi. Đây, nhiệm vụ đây anh em ơi. Đấy. Rồi ok. Một con game BD rất là ok, tuyệt vời luôn em nha. Đấy. Nhưng mà anh em ơi, tôi nói với anh em như thế này. Đối với cái dòng game One Piece mà kiểu BD như thế này thì chắc chắn rồi, mình cần một cái cấu hình máy nó hơi cao một tí em nha. Đấy. Nha anh em ơi. Rồi ok, cần một cấu hình máy ok hơn anh em nha. Đấy. Vì cái dung lượng của nó khi tải về nó đã tầm rơi vào là khoảng tầm là 6GB rồi anh em ơi. Đấy, khoảng tầm là 6GB rồi anh em nha. Đấy. Chưa nói vô game nâng cấp cập nhật đồ gì tầm lum anh em ơi. Đấy. Nói chung là anh em biết rồi đúng không anh? Chắc chắn rồi. Nói chung mà game là cũng vậy. Những cái dòng game mà BD mà nói chung là hình ảnh tuyệt vời, chắc chắn là không thể nào có dung lượng thấp được nữa mày nha. Đấy. Chỉ có tình trạng ví dụ như là siêu nén đồ gì đấy là tôi không biết thôi nha nữa mày. Chứ còn mà đa số nữa mày, đa số nha. Đa số luôn. Những cái game mà nói chung là anh em cần đồ họ phải là siêu bắt khủng đồ chứ nó gọi là tuyệt vời trên cả tuyệt vời vân vân cái thứ luôn nữa mày thì chắc chắn rồi. Tuyệt vời cỡ nào thì đi kèm vào đó thì chắc chắn là cái dung lượng nó sẽ rất là cao anh em nha. Đấy vậy thôi. Đấy, cho anh em đừng có so sánh. Ủa, game dung lượng cao dữ anh. Sao chơi? Đây. Nấu cái cách đánh không lại anh em thấy là nó khác với người vậy anh em ơi, nó khác với những cái con game khác chứ anh em ơi. Anh em chờ tí để tôi này anh cái này vô. Rồi ok, đấy anh em thấy không? Đánh là mình ở đấy. Rồi kỹ năng soi ok quá tuyệt vời anh trai ạ. Đấy soi ok ok đấy. Đây mình sẽ thêm vào đây đi. 1 2 3. Rồi ok, đây tiếp theo nhé. Anh em thấy nó bị lắc nhẹ anh em ơi. Đấy. Ở đây là do mình chỉnh anh em nha, do mình chỉnh thôi. Đấy, mình chưa chỉnh nó lên gọi là đồ họa lên tấu ô anh em nha. Đấy, chưa chỉnh cái dài lập nó lên tấu ô anh em ơi. Đấy. Rồi, ok. Mình chỉ đang chỉnh ở cái mức gọi là phù hợp thôi. Nhìn anh em ơi, phù hợp với game thôi. Chứ không có chỉnh lên tấu ô nha anh em ơi. Đấy, chỉnh nếu chỉnh lên tấu ô chắc chắn rồi. Là nó sẽ rất là mượt luôn anh em ơi. Đấy. Nhưng mà mình muốn... cái video này mình hướng đến cho anh em nào dù dạng như là kiểu máy không được cao cho lắm thì để cho anh em cái cảm nhận cái độ lắc của nó khi cái máy của anh em nó không đủ nhu cầu như nó mới. Đấy ok nhé. Rồi ok, đây tiếp tục đi. Này nhớ nha, anh em thấy nhìn cái video là anh em biết nha. Này mình đang quay game trên giải lập như nó mới. Đấy, mình đang chỉnh cái cấu hình nó gọi là nói chung là ưu thích với game thôi chứ không được cái tối ưu có tối nhất anh em nha. Đấy, để mình cho anh em coi được cái cảm nhận thôi anh em nha. Đấy, cảm nhận nếu như cái máy của anh em mà nó không được nói chung là không được mạnh mẽ thì chắc chắn rồi anh em chơi trong game này sẽ rất là lắc luôn nha anh em ơi. Đấy. Rồi ok,
Nói chung là về cách đánh là anh em thấy ok đúng không mày? Nãy rồi đấy, cách đánh mình có thể tự do di chuyển này đấy, rồi cũng như là đi kèm với đó thì rất rất là nhiều luôn đấy. Hai cách đánh rất là tuyệt vời anh em ơi đấy. Du chiêu một du anh em thấy nó lắc không? Lắc và nó là vải cao biểu luôn anh em ạ. Đấy rồi ok nha. Đấy đây là tôi nói là tôi đang chỉnh với cái cấu hình gọi là thấp nha anh em ơi, đấy để cho anh em tự cảm nhận nha. Đấy chứ còn bây giờ mà tôi chỉnh cái cấu hình mà gọi là nói chung là thích hợp với game luôn anh, nói chung là kiểu là bao mượt luôn anh em, thì chắc chắn rồi anh em sẽ không có cái một cái cảm nhận gì đúng không anh em, chắc chắn rồi ok nha. Ở đây là tôi video này thứ nhất là tôi trải nghiệm cái dòng game này, và thứ hai á, là tôi muốn cho anh em thấy được là cái máy của mình nó có phù hợp với con game này hay không nha anh em ơi. Đấy rồi ok nha. Rồi thì bây giờ tiếp theo nào, đấy thì anh em thấy thì game là đơn giản như vậy thôi nữa mà. Đấy thì cứ thế mà anh em vào game anh em chơi anh em trải nghiệm anh em nhé, anh em tự cảm nhận có thử cái máy của anh em nó có đủ khả năng để chơi cái xong game này hay không, nếu đủ khả năng thì mình vô mình chơi thôi nữa mà ok nhá, đơn giản đúng không nữa mà. Đấy quá đơn giản luôn. Rồi ok như nó mày. Rồi thì nói chung game là đơn giản như vậy thôi anh em ha, game tự do di chuyển được các thứ đấy, bơi lội được các thứ vân vân luôn mày, và mình có thể lên bờ như nó mày, có thể lên bờ các thứ hay lên bờ đi đấy, và mình có thể di chuyển được tự do và quay 360 độ luôn nữa mày, quá tuyệt vời đêm nhá. Đấy ok chưa. Rồi ok, và video này nó cũng xài lắm rồi, thì anh em nào coi video đến đây rồi mà chưa biết những kiến thức cơ bản nhất về con game này là gì á, thì anh em vui lòng tu video là từ đầu giúp mình anh em nha. Rồi ok, và mình xin dừng video tại đây, chúc anh em một ngày được vui vẻ, anh em nhớ nhấn vào đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.